Rồi chúng ta lại bắt đầu nhá. Thì trong video trước của chúng ta là chúng ta đã làm việc với cái thằng router cha và router con này đúng không? Đấy, kiểu như thế thôi. Thì trong video này của chúng ta sẽ điều hướng cái router bên trong nhá, đúng nhá. Thực ra thì nó cũng dễ, nó có gì đâu. Nó lại giống thằng cha thôi. Rồi thì để mà chúng ta có thể làm cái việc đấy thì bây giờ mình sẽ quay trở lại và mình chỉnh sửa lại một cái template của chúng ta một chút nhá. Thế là mình quay trở lại main screen của chúng ta này. Thì đây mình cho tắt này đi này. Bây giờ mình sẽ sửa lại cái thằng này một chút nhá. Thì đây mình sẽ quay trở lại và mình vào trong thằng user. Ở đây mình đã sửa lại cho đoạn này một chút. Mình sẽ để thằng này đó là Manage Management này. Mình để cái class ở đây sẽ là text gạch ngang center. Và cái div của chúng ta class ở đây mình sẽ sử dụng là mtop gạch ngang 3. Thằng này của chúng ta thì để mà chúng ta dễ thì this is area to manage user website chưa? Thế thôi. Thằng này mình cũng để nó là mình sẽ để nó là text. Nhầm thằng trên nhé, class ok, class sẽ là text center. Thằng button này để mà cái thằng view này là hr này này. Thằng button này mình cũng để thêm một cái nữa, đấy là btn gạch ngang block. Để cái chỗ nét lại rồi ra ngoài mình xem một chút. Ok, như vậy ở đây mình có một cái user này. Cái back to default này của chúng ta mình để primary nhá. Để nhìn cho nó đỡ bị nhìn cho nó kinh, nhìn đang đen gờ nhìn ghê quá. Primary. Ok, như vậy xong rồi. Thế giờ chúng ta sẽ làm việc với thằng này. Thì ở đây thì mình sẽ cần mình chỉnh sửa lại cái file index của chúng ta một chút. Thì đây chính là please. Mình sẽ là please select the one user to manage. Được chưa? Ở dưới này mình sẽ có một cái list đúng nhỉ. UL mình cũng chả nhớ nó trong cái thằng Bootstrap 4 này thì liệu nó có list group không. Ok, hình như có này. Copy luôn cho nhanh chứ. Tội gì mà lại phải khổ sao chép. Rồi chúng ta sẽ paste vào đây. Rồi chúng ta paste ra nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ thằng 1 tất cả thằng li đi. Ở đây thì sẽ là user 01, user 02, user 03. Bây giờ mình class xuống này. Và đây thì chúng ta sẽ quan tâm cái tiếp theo nữa của chúng ta đấy là từ từ mình xem thằng này không có cái chỉ chuột vào mọi người ạ. Mình để xem có cái cursor point không có đâu. Bootstrap 4 có mấy cái này được. Cái này thực ra thì mình phải thêm thôi. Ok, như vậy đây mình sẽ thêm một cái style nữa. Style sẽ là bằng cursor xong point. Ok rồi, giờ khi mà thêm xong kiểu này xong của chúng ta sẽ có thêm một cái nữa đấy là mình sẽ chuyển cái thằng này thành là thằng router link. Được chưa? Đấy, bởi vì là khi mà chúng ta vào xong chúng ta hiện thị được một cái danh sách, sau đó chúng ta bấm vào từng user một chúng ta quản lý mà. Thì đây mình sẽ browse và đây mình sẽ có một cái tag. Có một tag, ví dụ ở đây mình sẽ cho là li. Chờ ngon nhá, li. Được chưa? Router link thì chúng ta còn thiếu mỗi đến tu nữa thôi. Ví dụ như tu ở đây sẽ bằng cái gì? Ví dụ ở đây sẽ là user gạch ngang 01 đi. Hoặc là 1 thôi. Rồi bây giờ thì mình chỗ đoạn này mình quên cho đóng lại này, sẽ là router link. Được chưa? Ok ngon nhá. Bây giờ chúng ta sẽ copy paste này. Ok, chỗ này chúng ta sửa thành là 2, chỗ này cũng sẽ là 2, chỗ này sửa thành 3 thì cái chỗ này cũng thành 3, 4 này,
4, ok. Ngon nhá. Đấy. Thì cái thằng user detail của chúng ta đúng không? User detail của chúng ta thì chúng ta sẽ phải chúng ta sẽ lại phải làm cái vấn đề đấy. Đấy là chúng ta sẽ có một cái thẻ P của chúng ta. Đấy là user with ID sẽ bằng là mình sẽ in ra cái thằng ID. Giờ người thật, viết rồi giờ lại xóa đi. Mẹ khổ. Để tôi ghi cứ. Rồi, ID của chúng ta ở đây thì sẽ bằng là z.router.params.id đúng không? Rồi giờ cần chọn add lại này kìa. Chúng ta không cần what đâu, các bạn có thể thêm ở đây thì mình thôi bỏ qua. Rồi giờ mình cho ra ngoài luôn nhá. Và learn view nó bảo gì đây? Vui lắm. Cái gì đây? ID hashscope select user index thay thế bằng một instant. Cái gì đây? Mình muốn xem lại nào. Gì đây? Sao mà à. Ok. Ở đây mình do mình không cho nó nằm trong một cái root đi chấm được chưa? Làm chuyện quá cơ. Rồi, cái cho nét lại. Rồi ra learn view. Ok đấy, xong nhá đúng không? Đấy, vô lòng chọn một cái để quản lý này. Uầy, nhìn kia to nhỉ. Nhìn nó xấu ghê gớm đi ấy. Mình sẽ để là H3 thôi. Rồi cái cho nét lại. Ok đấy, nhìn nó còn đỡ. Đấy, thì ở chỗ này chúng ta chưa có cái ID à? Sao mình ghê gớm vậy? Chúng ta chưa có cái ID mọi người ạ. Bởi vì là cái đoạn của chúng ta chỗ thằng detail của chúng ta thì chúng ta chưa lấy cái ID. Nên là chúng ta mới chưa làm được cái phần gọi là sao ta? Gọi là cái phần get được cái ID này của chúng ta. Thì vừa rồi mà chúng ta làm thì thôi thì mình viết nhanh luôn nhá. Của chúng ta đấy là chúng ta sẽ đây này. Chỗ đoạn này của mình là mình viết sai đoạn này sao ấy. Mình đoán là đây này, cái route này chúng ta viết sai đoạn này. Đấy, ok. Nên là mình bị sai đúng không? Ok, ngon nhá, đúng không? Back lại này. Vào user 02 này, ok. Back lại này. Vào user 03 này, ok. Back lại tiếp vào user 04. Ok. Còn một cách khác để các bạn viết nhá, mà các bạn không muốn khai báo ở đây là ID thì các bạn viết trực tiếp ở đây cho mình thành là route chấm param chấm ID cũng được nhá. Nó cũng ra thế mà. 02 này, thấy chưa? Ra nhá, đúng không? Trở lại này, 04 này, được chưa? Đấy thì các bạn sử dụng navigate kiểu gì cũng được. Thực ra cái mấy video này mình mở ra cho các bạn các cái đường để các bạn luyện tập thôi. Các bạn thể luyện tập này. Mà thông qua mà các bạn vẫn chỉ ở trong cái component của cái thằng user management này của chúng ta đúng không nhá. Thằng này chúng ta thì chúng ta không có cái file, không phải đọc được cái định nghĩa ID. À ừ đúng rồi, không đọc định nghĩa ID là đúng rồi. Biết sao không? Bởi vì ta có dùng đầu. Rồi ok. Rồi, như vậy chúng ta xong nhá. Xong chưa? Đơn giản. Rồi trong video sau chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ phát triển cái thằng router link này nhiều hơn một tí nhá. Cũng như dần dần. Bây giờ chúng ta được một bằng này rồi. Đấy, mong là đến cuối của section này chúng ta lên được bằng này. Đấy, master luôn về router này. Các bạn yên tâm là trong VJS các bạn chỉ cần master được về cái thằng router. Cái master các bạn đừng nghĩ định nghĩa cái nghĩa đấy là những người quá pro. Master là các bạn làm chủ của nó mà thôi, thế sẽ nghĩ là master thôi, đừng có nghĩ nó quá sâu xa để làm gì cả. Ok, video sau chúng ta sẽ phát triển tiếp nhá. Video này chúng ta dừng đây thôi. Bye bye người.